Chào tất cả các bạn. Hôm nay thì đây là một video thông báo. Tôi sẽ thông báo là mình mở shop. Thì mình cũng hay quay video làm sẽ làm nên mình hôm nay mình cũng mở shop. Mình sẽ mở shop bán bó rác nhé. Đây là bó rác cũng ít. Đó, đây là bó rác phải to của mình. Đây, để thử đây. Còn đây là loại nhỏ này. Đây là loại nhỏ này. Đủ hết ra. Tại mình chỉ lấy ra một ít thôi thì mình không lấy hết ở trong kho mình thật có không phải kho mà ở trong kho đây cái nhỏ nhỏ hơn cái to thì nếu mà giá bán thì cái nhỏ này mình bán 8.000 một gói thì mình không bán 8.000 đâu mình mua bán hai cái là 15.000 tại vì nếu 8.000 thì còn tiền ship mà tiền ship mình không biết là bao nhiêu thì mình sẽ gửi bưu điện đây gói nhỏ đây thì một gói nhỏ này thì pha được là 1 lít nữa mỗi một gói nhỏ này pha được 1 lít nhé thì gói to này thì mình cũng không biết nữa chắc pha được cũng rất pha cũng được rất nhiều nhưng gói to các bạn nó có cái chữ sắt cho mẹ khỏe cho con dung dịch thương con dễ uống đây là túi zip có hình các bạn mình có uống nhá để uống và ung thư ở thiết đấy đây chỉ là dung dịch giảm đau Việt Nam thôi thì đây cũng chỉ là video thông báo thì video thông báo thôi chỉ không có gì hết thì cái gói này mình bán lẻ là 10.000 một gói nếu các bạn mua hai gói là mình bán 20.000 thì tiền ship mình cũng không biết đâu tiền ship là do bên bưu điện người ta tính đây cho chuyển ra hoa bán thôi gói nhỏ này thì lúc nãy mình cũng nói giá rồi là mình bán hai cái là 15.000 được rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.